Rồi, bây giờ ví dụ như là trường hợp là tâm trường hợp đầu tiên á, mình đang học ở đây á là mình đang học ở đây á là trường hợp là ngoại tiếp. Là ngoại tiếp là có nghĩa là từ tâm tới tới tâm tới cảnh á, tâm tới cảnh của đa giác á. Đó. Thì bây giờ đối với hình này á, chúng ta ứng ứng với cái hình trong đây nè, hai bên nẹo phải chúng ta tự vẽ ở ngoài. Rồi cú pháp BOL Enter nè, BOL là lưới góc là polygon, BOL Enter. Sau đó nó hỏi gì mình làm cái đó, Enter number of side, nhập số cạnh. Vì ví dụ chúng ta gặp 6 cạnh đi, còn số 6 vô là chúng ta vẽ lục giác ha, 6 là Enter nè. Đó, sau đó kích tâm cho chỗ này cũng được. Đó, sau đó xuất hiện lúc lập tức nó xuất hiện một cái bảng y khi C à, thì mình chọn C là circumscribe about circle, nó là tâm tới cạnh, chọn C nha, thì có nghĩa là khi đó mình sẽ thấy là từ tâm tới cạnh nè. Đó, thì tâm tới cạnh lên trên cũng được mà bên phải cũng được. Đó, thì do mình quyết định thôi. Ví dụ từ tâm qua bên phải này mình cho bằng 50 đi, thì mình phải nhập theo tọa độ của nó là a móc 50,0 ha, a móc 50,0 enter. Đó, thì chúng ta sẽ có một một cái đa giác là từ tâm tới cái cạnh này nè là bằng 50. Đó, thay là loại lần thứ hai BOL Enter, sau đó nhập số cạnh của đa giác là 6 nè, Enter nè, sau đó kích tâm đa giác sau đó chọn C ha, là circumscribe about circle, là tâm tới cạnh. Đó, sau mình kéo về bên phải, ví dụ tâm tới cạnh là bằng 50 thì mình nhập là a móc 50,0, bắt buộc nha, bắt buộc phải a móc nha, không được gọi số 50 không nha, không được bỏ chữ a móc, trong trường hợp này bắt buộc phải có a móc 50,0 enter. Đó, thì chúng ta có trường hợp thứ nhất là vẽ được đa giác ở đây là lục giác đó, với khoảng cách từ tâm tới cạnh, từ tâm tới cạnh. Rồi bây giờ trường hợp số 2, trường hợp số 2 đó là nội tiếp đường tròn hay còn gọi là tâm tới đỉnh, thì y chang như ở trên, nó chỉ khác thế chữ C mà chữ y thôi, khác chữ C chữ y thôi, y nó nghĩa là nội tiếp đó. Rồi ví dụ trường hợp số 2 như sau nè. Rồi, cú pháp như sau, BOL Enter. BOL Enter, sau đó nhập cái số cạnh của đa giác vẫn là 6 thôi. Vẫn là 6 thôi cho nó giống nhau. Sau đó chọn tâm thì cũng chọn tâm bất kỳ ha. Nhưng mà lần này mình chúng ta không chọn C mà chọn Y á. Chọn Y nghĩa là inscribe in circle là nội tiếp. Chọn ở đây là nội tiếp nè. Đó, từ đây lên nội tiếp thì tâm tới đỉnh ha. Nó khác tâm tới cạnh ha, tâm tới đỉnh. Ví dụ tâm tới đỉnh sang bên phải y chang hồi nãy thôi là bằng 50 thì a móc 50,0. Đó. Tất cả đều giống nhau nhưng mà chúng ta thấy là tâm tới đỉnh nó khác trên cao là tâm tới cạnh, trên cao là tâm tới cạnh nhưng các bạn dưới là tâm tới đỉnh ha. Thay là thầy làm lại lần thứ hai BOL Enter, sau đó nhập số cạnh là 6 nè, số cạnh là 6, sau đó chọn kích tâm xong rồi chọn Y, gọi chữ Y Enter cũng được mà nhấp chuột vào đây cũng được. Đó, từ tâm tới đỉnh là bằng a móc là bằng 50,0. Đó, như vậy là đó, như vậy cùng là 50 hết nhưng mà ở đây tâm tới đỉnh nó khác với tâm tới cạnh. Nó khác tâm tới cạnh nha. Tâm tới cạnh là 50 nhưng mà tâm tới đỉnh là khác á, là một giá trị khác. Đó là trường hợp số 2. Bây giờ trường hợp số 3 là mình không vẽ từ tâm tới đỉnh, tâm tới cạnh mà vẽ mình biết được là khoảng cách của một cạnh. Khoảng cách của một cạnh của một đa giác. Ha, khoảng cách một cạnh của đa giác. Thì ví dụ như sau. Y chang như vậy nha, nhưng mà chúng ta sẽ gặp BL Enter nè, sau đó nhập số cạnh của đa giác. Nhập số cạnh đa giác xong rồi chúng ta gọi chữ E Enter, chữ E là viết tắt của chữ S, viết tắt của chữ S. Sau đó mình nhấp chuột tại điểm đầu tiên, sau đó mình mới nhập tọa độ điểm cuối của cạnh kia. Lý thuyết là lúc lung tung lắm, nhưng mình chỉ cần làm cái biết liền à. BL Enter, rồi nhập số cạnh là lần này là 5 thôi cho dễ hiểu nè, nhập cạnh 5 thôi Enter, rồi mình vẽ ngũ giác á. Sau đó mình đừng kích kích chuột nha, đừng có kích chuột làm tâm nữa, thì nếu mà kích chuột nó thuộc hai trường hợp ở trên rồi. Lần này mình gọi chữ E, mình gọi chữ E, vì E này viết tắt chữ S là cạnh đó. E Enter, đó. Sau đó mình kích điểm đầu tiên, đó, điểm đầu tiên mình kích rồi thì điểm thứ hai bằng 50 chẳng hạn thì gọi a móc vô 50,0 Enter, đó thì mình vẽ được sao bạn Đình Đức có hỏi gì không? À, gọi chữ E nha, chữ E gì đó, chữ E nha. Nha. Định rất cái gì không mà nghe ngắn chữ E như vậy ha. Rồi thầy lại lần thứ hai nè,
BOL enter ha, là polygon này. Rồi sau đó nhập số cạnh là 5 nè. Nhân số cạnh là 5. Sau đó mình đừng có kích tâm nha, đừng kích tâm gọi chữ E. Cái chữ E enter. Chữ E enter sau đó mình kích điểm đầu tiên. Cái điểm đầu tiên là cái điểm thứ hai. Điểm số 2 thì amoc. Amoc 50,0. 1,0. 50,0. Đó thì chúng ta có được trường hợp số 3. Rồi đây đây là ba trường hợp vẽ đa giác. Ba trường hợp vẽ đa giác. Thì bây giờ ví dụ mình làm bài này đi, mình ứng vô đây nè. Mình ứng vô đây. Này, hôm nay là mình biết được khoảng cách một cạnh đúng không? Trường hợp 3 là gì? Trường hợp 3 là biết khoảng cách của một cạnh. Biết khoảng cách của một cạnh. Ha. Một cạnh của đa giác á, nếu mình biết được cái cạnh của đa giác đó là bao nhiêu. Ví dụ là bài này đi, ví dụ bài này là 30 ha. BOL enter, đúng rồi, biết khoảng cách của một cạnh. BOL enter nè. Sau đó mình mới nhập số cạnh vô là 5 cạnh nè. Sau đó mình gọi chữ E vô nha. Chữ E vô là S là cạnh á. Sau đó mình kích điểm đầu tiên là điểm xuất phát. Điểm còn lại là bằng 30 đúng không? Gọi amoc. Amoc 30,0. Enter. Đó thì chúng ta sẽ có được hình ngũ giác này mà không cần thức góc gì cả, là nó ra luôn rồi. Đó là lý do tại sao hồi nãy thầy Công yêu cầu chúng ta vẽ mà bây giờ là nó có luôn. Đó như vậy. Rồi bây giờ ví dụ hình này. Hình này tương tự như vậy nè, người ta cho khoảng cách một cạnh bằng 40 nè. Ồ quá dễ. BOL enter ha. BOL enter sau đó mình nhập số cạnh là nó có tất cả là 6 cạnh nè. Sau đó mình có chữ E enter là biết khoảng cách một cạnh nè. Rồi cái điểm xuất phát. Ta đeo đây bằng 40 ha, amoc 40,0. Enter là ra luôn rồi là hình này nè. Hình này. Hay là hình kế tiếp là bằng 30 30 đúng không? Nhưng mà nó là bát giác, nó 8 cạnh. Như vậy BOL enter nè. Đó, sau đó chúng ta nhập số cạnh vô là 8 cạnh nè. Sau đó gọi chữ E enter nè. Sau đó kết điểm xuất phát. À, từ đây qua đây là bằng 30 amoc 30,0. Đó, đây là ví dụ ba ba cái hình của cái bài tập này á, là đều giống nhau một trường hợp thôi, là biết khoảng cách một cạnh thôi, chúng ta dễ dàng vẽ được. Rồi bây giờ mà yêu cầu chúng ta là phải chúng ta đầu tiên chúng ta demo cho thầy là ba trường hợp. Demo cho thầy ba trường hợp này trước để mình hiểu được cái ba trường hợp đó mình gọi cái gì và làm cái gì. Rồi sau đó mình mới quay về bài tập mình vẽ thầy ba hình kia. Đó, nó là dung kế tiếp hệ yêu cầu như vậy ha. Rồi xin mời